một chàng sinh viên khoảng 20, hướng Hòa Thượng Diệu Pháp nêu thắc mắc. Vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng hễ Diêm Dương cho người nào đầu thai, thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn than của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? Hòa Thượng Diệu Pháp đáp. Ta nói có hay không, đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem. Hiện tại người thế gian, trước đây là oan gia với nhau, nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác. Vậy là thù có thể hóa thành bạn. Có kẻ vốn là bằng hữu, thân thiết như tay chân, cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù. Thậm chí dẫn tới anh chết, tôi sống, thì một mất một còn. Đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của mạnh bà mà quên hết tất cả. Việt Vương Câu Tiễn vì muốn báo thù Ngô Phù Sai, cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục vong quốc mà chịu theo hầu hạ phục dịch Ngô Phù Sai? Đây chỉ là giả vờ, dối trá thôi. Vì tận đáy lòng Việt Dương, ông đầy thù oán, chỉ đợi thời cơ rửa hận. Không phải là không báo thù, mà vì thời chưa tới. Một sinh mạng, sau khi đầu thai chuyển thế, có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi. Về hình dốc, xem như có thay đầu đổi mặt. Thực đó, nhưng thần thức gã nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này, đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan, rằng nên hướng ai báo ân, hướng ai đòi nợ. Vì vậy mới có câu thiện được thiện báo, ác hữu ác báo. Do nghiệp lực dẫn dắt, hễ cần đến thì nhất định phải đến, cần đi chắc chắn sẽ đi, quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xã tăng giảm. Cho nên bị mê hồn than làm lú lẫn, chính là bị tập khí, tham, sân si che lấp Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo, lưu chuyển trong sinh tử. Công tử Áo Xanh, Phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một gia đình 3 nhân khẩu. Ông chồng thì thành thực, bà vợ siêng năng đảm đang, con gái họ 17 tuổi, mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn. Trước khi kết hôn, cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời ít nói, cử chỉ thận trọng, bèn nghĩ thầm. Đây là trượng phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung nổi. Chẳng hạn như ăn cơm thì ông nhai chốc chách rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ổng nhai nuốt, húp rồng rột. Còn khi ăn cơm thì dù mũi dãi chảy như sông, ổng cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắc đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn, liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng, ngượng ngùng vô kể. Còn ông thì cứ điềm nhiên tĩnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bóc hết vỏ, Cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện xảy ra như thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa chuyện vợ chồng, đã vì vậy mà hụt hặc biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ, giống như không có thể diện. Ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài. Do vậy, đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hễ nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẵm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó, thì nó cũng ôm bất mãn đầy, vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hễ hai mẹ con đang trò chuyện nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học nên hàng ngày đi đường nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã 3 năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ, nên hiện thời bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bệnh hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết đây là ác duyên đời trước tụ hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy, tôi gọi điện thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút, rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết, nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân X, nghèo khổ sống ở Thâm Sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông: nghe nói, trên núi có cây du ngàn năm á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán á, nhất định sẽ phát tài, kiếm bổn tiền. Ông X nghe xong, thập phần mừng rỡ. Thầm tính, tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông X rèo đèo lội suối, lên tận núi cao, và cuối cùng tìm được cây du to khoảng 3 người ôm. Ông thật là mừng, vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán 3 cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói mình đây là cây du, hiện đang tu luyện đã 1000 năm rồi, chỉ còn 3 năm nữa thôi thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông X hãy từ bi gia hạn, thư thả cho, để 3 năm sau hẳn tới róc vỏ, mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ưng. Nói xong liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó ông X hét to: không được, không được, tôi đang cần cưới vợ, không thể nào đợi 3 năm được. Rồi ông X giật mình thức giấc, công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng ông X cùng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở kiểm hàng, cân đo. Ông X do không biết chữ nên vội nói: tôi cực khổ dữ lắm mới đem được thuốc quý về, anh không được cân gian dối lừa tôi đó nghe. Anh chủ tiệm liền đáp: Yên tâm đi, tôi mà dối gian hả, thì tôi làm con anh. Ông X đó, đời nay, chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn, bị lột hết da. Tục ngữ nói, người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói, chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt, không da, không thể diện sao? Quả thực, bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước, rất quan hệ đến đời này. Chủ tiệm thuốc đúng là có cân gian của ông X2 lạng. Do lời thề nói láo làm con, nên giờ y phải sinh làm con, nhưng không còn mang thân trai mà là thân con gái. Bởi chính cho y đề xướng, chỉ điểm và xúi dục ông X róc vỏ cây du, phá hủy đào nghiệp ngàn năm của cây, nên tội lỗi y cao nhất, đứng đầu. Vì thế mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch duyên với mình. Mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều, huống nữa lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới. Vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường, cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái. Hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi, nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này, con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phù thân. Sở dĩ ngày nay ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế, đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối, vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh Địa Tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả ba người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật ngót 3 năm nay nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng, thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỉ, tin giận. Nhất là con gái bà, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, bảo mẹ: Má ơi, má và ba chung sống 10 mấy năm nay, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba, nên mới ra nông nổi như vậy. Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi 2 tiếng, bà tụng xong một bộ kinh Địa Tạng. Chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh Địa Tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày 1 bộ, hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới, nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh Địa Tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuận hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Người vợ đau khổ. Các cư sĩ tuổi gần 60, tin Phật đã nhiều năm. Lúc bà gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thì mắt lệ tuôn trào, do quá bi ai cho bản thân. 20 tuổi bà lấy chồng, nhưng tới giờ vẫn chưa biết hạnh phúc vợ chồng nồng ấm là chi. Vợ chồng tuy sống chung, nhưng chỉ đem lại cho bà toàn khủng hoảng, điều khiến bà thống khổ và vô phương kham nhẫn nổi chính là, tuy hiện giờ đã ở vị trí bà nội, song lắm lúc vẫn bị chồng đánh, mắng. Mấy mươi năm nay, hôn nhân của bà toàn là nếm mùi đánh đập, mắng chửi, bị khổ đau mài luyện. Nhưng ngược ngạo thay, các ông chồng vô tình vũ phu này, ở bên ngoài ai cũng tấm tắc khen ổng là người tốt. Sau khi tin Phật rồi, bà nghĩ: Chắc đời trước mình thiếu nợ ổng, cho nên cũng ráng tùy duyên đón cảnh thuận nghịch, ráng mà sống với nhau. Thế nhưng Bà rất muốn biết giữa mình với chồng có nghịch duyên oan trái gì mà đến giờ vẫn trả chưa xong. Hòa thượng Diệu Pháp chiều theo nguyện vọng của bà. Đây có lẽ nhờ bà niệm Phật nhiều năm mà được dịp hiểu rõ nguyên nhân. Hòa thượng kể: Ngày xưa có một phú thương, đã có rất đông thi thiếp, nhưng còn tham lam để mắt tới đứa tớ gái tên Lan, có nhan sắc trong nhà. Thế là ông cưỡng ép chiếm đoạt Lan, còn dùng lời ngon tiếng ngọt gạt lường, dụ dỗ, hứa hẹn rằng có dịp thuận tiện sẽ nạp Lan làm thiếp. Nữ nhân ngày xưa rất coi trọng việc chung thân. Lan nghĩ, mình đã là người của ông chủ rồi, nên một bề vọng ngóng đến ngày được dễ dàng mày mặt, như ông đã hứa hẹn. Nhưng phú gia này không thực tâm giữ lời. Lúc cao hứng thì y tìm Lan thỏa mãn thú tính, khiến nữ tỳ này luôn bị thống khổ, muốn chết mà chẳng thành, muốn đi mà không được. Do ước mơ cả đời cô không bao giờ thành sự thật, nên trong lòng oán hận phú ông đến tận xương tủy. Đời này oan oan tương báo, bọn họ lại kết thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận, đúng như nguyện ước của cô nữ tỳ ngày xưa. Song vai vế vị trí đã đổi, phú ông thuở ấy giờ phải chuyển thành thân nữ là các cư sĩ đây. Còn cô tớ gái từng nhận chịu nhiều nhục nhã thống khổ, nay được thăng làm đàn ông, ở vào vai người chồng. Những oán hận tích chứa thời xa xưa, kiếp này được dịp phát tiết, trút cả vào các cư sĩ đây. Đây gọi là nhân duyên hội đủ, quả báo đến liền thọ. Các cư sĩ nghe Hòa thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, mắt đầy lệ. Bà tỉnh ra và khởi tâm sám hối. Bà nói bà tin điều sư phụ giảng là thật, bởi bà cảm thấy tính cách mình rất hướng ngoại, giỏi giao thiệp, năng lực làm việc mạnh mẽ, y hệt như đàn ông. Chồng bà tính là kỹ lưỡng, có trách nhiệm bổn phận, ưa làm những việc dọn dẹp, lau chùi, những công việc tỉ mỉ như đàn bà con gái. Trừ việc cư xử rất tồi với bà ra, ông giao hảo với một người thật tốt, dịu dàng như nữ nhân. Bà nói hiện nay bà thọ khổ, đúng là tự làm tự chịu, hết còn trách ai. Từ đây về sau, bà chẳng dám khởi tâm oán hận chồng nữa. Một đời này quyết chí tu tinh tấn để về cực lạc, không muốn luân hồi đau khổ nữa. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà hàng ngày phải âm thầm sám hối và tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô tớ gái tiền kiếp. Nếu như bà tin sâu và kiên nhẫn thực hành, nhất định ác duyên sẽ tiêu trừ, thiện duyên tăng trưởng, quan hệ vợ chồng sẽ được cải thiện. Kim Giám Đốc: Lần nọ, mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đài Sơn bái kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, nhưng anh thuộc vào tiếp người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới sang trọng, đưa chúng tôi vượt đường xa. Hơn nữa, có ba lý do khiến cho anh sốt sắng. Một là vì muốn giúp bạn hữu. Hai là từng nghe đồn những việc thần kỳ về Hòa thượng Diệu Pháp, nên anh cũng tò mò. Ba là từ thuở giờ chưa biết thắng cảnh Ngũ Đài Sơn, nên cũng muốn đến đó cho rõ. Đáng tiếc là, ngày đầu tiên, lúc chúng tôi hướng Hòa thượng thỉnh Pháp, thì anh Kim có lẽ do lái xe mỏi mệt quá, nên đi ngủ mất. Sáng hôm sau, mấy cư sĩ lại hướng Hòa thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn. Sư phụ kiên nhẫn giảng, bảo họ từng giết qua loài vật nào, thậm chí giết làm sao, ăn như thế nào, cho đến quá khứ từng trộm qua thứ gì, dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu để ở địa phương nào. Mỗi đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động. Anh cứ trố mắt nhìn, miệng há to, chăm chú theo dõi. Ngó bộ, anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Buổi chiều, anh đến tìm tôi, ngỏ ý, muốn tối hôm đó một mình đến lễ hòa thượng, hỏi chút chuyện. Vì ngại, nên giờ tôi xin phép trước giùm. Được sự chấp nhận của sư phụ, 7 giờ tối, tôi dẫn anh đến phòng khách. Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước hòa thượng, hai tay chắp lại, trang trọng khấu đầu làm lễ 3 lần. Ngó bộ, anh đã bị hòa thượng chiết phục, thực lòng tin theo Phật Pháp rồi. Hôm qua, lúc chúng tôi gặp hòa thượng và hành lễ với ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó vào thôi. An tọa xong, anh Kim mặt đầy sầu muộn, kể lễ với vẻ bi ai. Còn với vợ là Tiểu Khiết, kết hôn được 12 năm, có một đứa con trai 10 tuổi. Trước khi cưới Tiểu Khiết, con có thương một người bạn học láng giềng tên là Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã mà, dự định là tính sẽ kết hôn với nhau. Ngay lúc đó thì con quen Tiểu Khiết. Nếu mà so về tướng mạo, công việc, hoàn cảnh gia đình, Tiểu Khiết đều thua xa Tiểu Lý. Vậy mà không hiểu làm sao, con bị trúng tà hay là ma ám gì đó. Vừa gặp Tiểu Khiết là con đã yêu liền rồi. Mặc dù bạn bè thân hữu phản đối quá trời luôn, con vẫn ương bướng cương quyết kết hôn với Tiểu Khiết. Cưới nhau mới có 3 ngày, vẫn còn khách đến nhà thăm. Cha mẹ con cũng đang bận rộn phụ tiếp. Ngay lúc này có 2 người bạn bước vô, vừa cung tay chúc mừng, vừa cười nói với con. Chú Kim, chú có lỗi ghê nha. Kết hôn mà không báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả? Con vội vàng bước tới nghênh đón, cười nói với người ta. Thiệt là xin lỗi quá, do kết hôn gấp gáp, lại bận bịu nên không kịp báo tin. Mong các anh lượng thứ cho. Lúc này á, Tiểu Khiết mang nước ra mời, các bạn còn đùa giỡn nữa chứ. Chú Kim, tôi giận chú đó nghe. Trời ơi, vợ đẹp như vậy mà không giới thiệu với chúng tôi. Bộ sợ tụi tôi cướp hay gì vậy? Ừ, giận là phải rồi, vợ đẹp mà đem giấu. Lúc đó con mới cười ha hả nói, trời ơi, đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi, em còn đang hối hận đây nè. Trời ơi, con nói chưa dứt câu, Tiểu Khiết đột ngột quay lại, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu, cái tia mắt nhìn hung dữ lắm. Trời ơi, cô dán cho con 2 cái bạt tay. Lúc đó mắt con như là muốn nổ đom đóm ra đó. Người trong nhà đều đứng ngay người ra nhìn cổ. Trời ơi, còn cái cô vợ vừa khóc vừa la làng, làm ầm ĩ lớn chuyện luôn, nhất định là không chịu bỏ qua. Lúc đó còn bị tát đau điếng đến mê muội, thịnh nộ nổi lên, chỉ muốn là xé nát cô ta ra. Nhưng con vừa đưa tay lên á thì buông xuống, lý trí nhắc nhở mình không nên làm như vậy, khiến láng giềng chung quanh chê cười, không nên làm cho ba mẹ mình phiền bực. Do hai anh bạn áy náy xin lỗi, với lại mọi người cũng súng nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, ráng gượng cười làm vui đó chứ. Rồi suốt 12 năm nay, tụi con luôn tranh cãi nhau không ngừng luôn, làm âm ỉ, rồi đòi ly hôn 6 lần. Ê, trong đây có 2 lần là coi như là Tiểu Khiết là dọn đồ đi luôn đó. Nhưng mà mỗi khi sắp làm thủ tục ly hôn á, luôn bị thân bằng quyến thuộc rồi hàng xóm rồi xúm vô ngăn cản, rồi khiến cho việc ly hôn bất thành. Điều này khiến cho tâm con luôn thống khổ. Cả hai đứa đều muốn ly hôn, nhưng cứ gặp cái cảnh chia tay bất thành. Có quái gì không chứ? Xin sư phụ hãy chỉ dạy cho con với. Trong lúc anh Kim nói, Hòa thượng Diệu Pháp khép nhẹ đôi mắt như đang nghe, lại giống như đang tư duy. Bây giờ, ngài mới đưa mắt nhìn anh Kim và hỏi. Anh dẫn con trai đi sở thú, ưa ngắm nhìn lũ chim công lắm phải không? Dạ đúng, đúng rồi. Hòa thượng mỉm cười kể. Cách đây 3 đời, anh sinh ra nơi một thôn trang dưới núi. Là một nam tử Hán, anh thường lên núi đốn củi và quen với một con công ở trên núi. Mỗi lần gặp, thường hay cho nó ăn thứ gì đó. Công hay chơi đùa với anh cũng rất thương công, và con công cũng quyến luyến anh. Có ái, tức có tình. Đời sau, tức là kiếp thứ 2, anh vẫn sinh làm đàn ông, nhưng công thì chuyển sinh làm phụ nữ, do tình cảm kiếp trước mà kết thành phu thê. Nhưng bởi vì cô vợ từ kiếp xuất sinh mới chuyển lên, tuy mang hình hài người, nhưng tập tính thú cầm vẫn còn, cho nên vợ chồng thường gây cãi ầm náo. Lúc anh nổi thịnh nộ khó tránh khỏi đánh vợ. Cô ta là nữ, nên đánh không lại anh, tất nhiên ghim hận trong lòng. Đời sau nữa, anh vẫn chuyển sinh làm nam, ăn mặc giống như người luyện võ. Hôm nọ, anh để xe một luân xa, lên núi, bất ngờ gặp một con sói. Anh liền lấy dây xích sắt, đánh nó. Chẳng mấy chốc, con sói bị hạ gục. Anh lập tức dùng xích cột cổ nó, ra sức siết chặt. Con sói giãy giụa một lúc thì bất động. Anh bỏ con sói nằm ở đó, rồi đẩy xe đi. Chập sau, con sói tỉnh dậy, nhưng vì bị thương tổn hại đến thần kinh, khiến tứ chi nó bại liệt. Nó tru lên, gọi những con sói khác tới kéo nó về động. Dần dần nó chết đi. Hòa thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, nhìn thấy mặt anh Kim bán tính bán nghi, liền hỏi: nơi cổ vợ anh có hằn những đường mờ màu trắng, vết sẹo nằm lộn xộn, không có hàng lối gì hết, phải không? Nghe nói thế, anh Kim cả kinh, mặt mày biến sắc thưa: Dạ đúng, đúng rồi. Hòa thượng nhìn gương mặt tái nhợt của anh, ôn tồn hỏi: Anh đừng căng thẳng quá như thế. Mỗi người thân thể hình thái, ngũ quan, tướng mạo, cho đến vân tay, dấu bớt, mang từ lúc còn trong thai. Ngay cả tập khí, tính tình, đẹp, xấu, trắng, đen, toàn bộ đều liên quan đến nghiệp đã tạo đời trước. Bởi vì anh bình thường tâm địa hiền lương, ưa làm chuyện phúc thiện, giúp người. Bản thân tuy không tin Phật, nhưng lần này, vì muốn tình nguyện chở giúp người lên núi, lễ Phật, nghe Pháp. Nhờ vậy mà hôm nay có duyên được nghe ta giảng cách phá giải nhân quả cho. Đã nói phá, tức là có phương cách hóa giải. Anh không nên cứ đinh ninh cho rằng ngủ bên cạnh mình là một con sói. Vì giờ anh hiện giờ đang thực sự là người. Mỗi chúng ta, từ vô thị kiếp đến nay, luân hồi trong lục đạo. Có cõi nào mà chẳng từng đi qua? Phật ngày xưa cũng từng hiện làm thân nai chúa mà. Ta hỏi anh một việc nữa. Anh có giúp mấy cô gái mua vé vào tham quan cảnh chùa hay không? Giám đốc Kim lộ vẻ rất kinh ngạc. Thưa: Dạ có. Đó là mấy nữ công nhân thất nghiệp, muốn vô chùa bái Phật, nhưng mà không có đủ tiền mua vé. Mai là lúc đó con đi ngang, thấy vậy nên giúp giùm. Làm sao mà mấy cái chuyện nhỏ nhặt này sư phụ cũng biết vậy? Muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Bất kể làm thiện hay ác chi, cũng đồng một lý này cả. Con làm qua việc xấu gì, Ngài cũng biết hết hả? Chư Phật, Bồ Tát, thiên, địa, quỷ thần, đều biết và thấy hết. Vì vậy, Phật mới khuyên chúng ta không nên làm ác, mà phải làm toàn điều lành. Vậy, có phải sau này Tiểu Khiết sẽ lấy mạng con không? Hòa thượng chậm rãi nói: Đợi đến khi anh hơn 40 tuổi, vào một tối nọ, anh về nhà, do một chuyện vặt vãnh mà gây cãi ầm ĩ cùng vợ, và anh sẽ ra tay đánh cô ấy. Rồi anh nằm ngủ, vợ anh sau một hồi khóc lóc, tâm lang sói sẽ bộc phát. Thế là cô đi tìm một sợi dây điện, gấp đôi lại, rồi một đầu quấn quanh cổ anh, lòn đầu kia vào lòng dây đôi nơi cổ, rồi cột vào chân giường. Sau đó, hai tay ả nắm chắc dây điện, dùng chân đạp trụ giường, ra sức kéo, siết cổ anh. Anh giãy giụa một hồi, rồi bất động. Cô vợ sẽ nới tay, nghỉ mệt một lúc, xong lại làm tiếp, vừa kéo, siết dây, vừa mắng anh. Về đâu anh tỉnh dậy, mở mắt ra, nhưng từ cổ trở xuống đã mất tri giác. Từ đó, anh bị bại liệt. Nghe đến đây, mặt anh Kim trắng bệch không còn chút máu. Anh vội quỳ xuống trước Hòa Thượng Diệu Pháp, khủng hoảng thưa: Xin sư phụ cứu con. Cách đây 5-6 năm về trước, có lần con đi vào công ty Bách Hóa, khi về á, vừa tới cổng lớn á, thì con thấy có một người đẩy chiếc xe lăn cũng tiến ra cổng. Con ngạc nhiên lắm, nhưng mà khi phát hiện ra cái người ngồi xe lăn chính là con, nhưng mà cái tuổi lớn hơn á, nhìn khoảng hơn 40 mấy tuổi. Con liền định thần lại, nhìn lại thì thấy không phải là con. Rồi con nhìn lại một lần nữa, lại thấy đó là con. Cái hiện tượng kỳ quặc này cứ khiến con cứ suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Lúc đó con cứ nghĩ là phải chăng mình đang thấy trước cái điềm báo, vào lúc hơn 40 tuổi mình sẽ bị bại liệt. Lúc đó con suy nghĩ nát óc luôn á, mà không hiểu được. Bây giờ nghe sư phụ kể câu chuyện này rồi á, thì con hiểu, và con tin rồi. Xem ra mình thật sự có bị nạn đó. Xin Ngài cứu con đi. Hãy thu nhận con làm đồ đệ đi. Từ nay trở đi, con muốn là đệ tử của Phật. Nếu không á, cho dù con có kiếm được nhiều tiền đến mấy á, thì cũng đâu có ích gì đâu. Hòa Thượng Diệu Pháp mỉm cười, nói: Con hãy đứng dậy. Chuyện quy y hãy đợi trong chùa thông báo cho. Còn như giúp con giải trừ nạn này, thì mấu chốt nằm ở bản thân con. Trước tiên, con phải sám hối nghiệp gây gổ, đánh đập người trong kiếp trước, và lỗi đã sát hại con sói. Giờ đây, con có thể lên đại điện lễ Phật sám hối. Sau khi về nhà rồi, thì phải thiết lập Phật đường ngay trong nhà. Nếu không tiện, thì không lập cũng được, vì Phật tại trong tâm mà. Nhưng quan trọng là mỗi ngày, vào lúc rảnh, con tranh thủ dính thời gian, tụng một bộ kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Tụng khoảng hơn nửa tiếng thì xong một biến. Tùy theo thời gian của mình, mà mỗi ngày con tụng mấy biến đều được. Lúc tụng, phải tịnh tâm chuyên chú, chí thành hồi hướng cho con sói đời trước bị con làm hại, giúp nó tăng gia phúc báo, kết duyên với Phật môn, tiêu trừ tâm sói và tâm sân si oán hận đối với con. Dần dần, con sẽ thấy vợ con thay đổi, đối với con từ ái tử tế hơn, gia đình sẽ hòa thuận, bi kịch vốn phải phát sinh sẽ không phát sinh nữa. Đây gọi là cảnh chuyển theo tâm, nghĩa là tâm con có thể chuyển cảnh, khiến phong khí gia đình được thiện hóa theo. Con phải tu sửa tâm, giữ thân khẩu ý trong sạch, để chuyển ác khí thành hiền khí, chuyển phiền não thành bồ đề. Vì dạng pháp duy tâm tạo. Sau khi con rời khỏi nơi này rồi, từ đây phải thường thân cận thiện tri thức cho nhiều vào. Đối với bạn bè, con có thể đem kinh nghiệm từng trải và sự tu hành của bản thân mình để thuyết pháp, hóa độ họ vào chánh đạo. Lúc rảnh nên đọc kinh tạng, nghiên cứu nhiều để hiểu cho sâu, tự khai mở trí cho mình. Bình thường có đi đâu, dù tản bộ hay lái xe, hoặc khi rảnh rỗi, nên thường niệm danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong xã hội dẫy đầy bạo loạn tranh đấu như hiện nay, không nên mưu đồ chiếm lợi nhiều, không nên truy cầu tiền bạc bất nghĩa. Phải biết hại người chính là hại mình. Từ nay về sau, quyết không làm bất cứ điều gì sai trái, có lỗi với lương tâm mình. Khi làm việc, cư xử cần thành thật, nên nộp thuế đúng thời, chỉ làm toàn những điều lợi quốc, lợi dân, Được vậy thì nhất định hãng xưởng của con sẽ trụ vững, không thất bại trong thương trường. Do con bái ta làm thầy, nên ta truyền thọ Phật Pháp cho con. Phải tôn kính, tuân hành, mới là đệ tử Phật chân chính. Như vậy, sẽ được Thiên Long hộ vệ, chư Bồ Tát gia trì. Nếu con khinh suất, không chịu giữ giới luật, thì con chẳng phải là đệ tử Phật. Cho dù con có được tờ phái chứng nhận mình đã quy y, thì hiện tại khó được Phật chúc phúc, mà tương lai cũng sẽ rơi vào ác đạo. Ta giảng nãy giờ, con nghe hiểu hết chưa? Anh Kim một bề cung kính lắng nghe, vội thưa: Bạch sư phụ, con hiểu rõ hết rồi. Xưa nay con vốn chẳng hút thuốc hay uống rượu hết, ngay cả trà con còn không dùng tới nữa. Từ hôm nay trở đi, con thề giữ giới nghiêm minh, dứt tuyệt ăn mặn. Đoạn sau câu chuyện, tôi nghĩ chẳng cần kể tiếp nữa. Hiện nay, gia đình giám đốc Kim đã hòa thuận, công việc hãng xưởng rất phát và bận rộn tất bật. Thành là một thương hiệu được tín nhiệm, cực kỳ nổi danh. Tân Phu Dương. Tần Cư Sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật. Tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà. Đến đây, phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần Cư Sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên: Trời ơi, trời đất ơi, tôi nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần Cư Sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì Tần Cư Sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng. Giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn lánh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gổ cùng chồng. Bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi, hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không, bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần Cư Sĩ òa khóc, kể lể: Tôi hay ngủ trong tòa nhà 3 phòng, mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng chồng sống chung. Khi đi coi, thấy nhà ưng ý, nhưng do bận việc bề bộn, nên tôi giao ông xã giữ tiền và lo thủ tục mua nhà. Không bao lâu thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai không ngờ, 3 ngày trước, do một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo: Sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp. Nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao? Còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn. Còn 20 vạn á, tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời. Nào ngờ bị mất hết. Để gỡ gạc, tôi đã thế chấp ngôi nhà này, mới lấy 20 vạn. Ai dè, cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đòi tiền, không có tiền á thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Vừa trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không bàn trước với tôi? Nào dè, ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói, tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ổng, nên đã ráng nhìn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn mặc ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ nào vẫn chưa đủ trả nợ cho ông? Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thật nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe, để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh. Sau đó, Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng, nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác và không nói năng gì. Nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân do đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi Tân Lan trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lớm đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tay ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bông lên như vảy cá. Tôi đứng như hóa đá, lòng đầy kinh hoảng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác mà thấy Tân Lan kinh khủng như thế này thì có đứt xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ, lại nghĩ đến tiền đồ của em trai và những lời dèm chê của dư luận, xã hội, nên đành cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này tôi mới vỡ lẽ và hiểu ra vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình dùng giả giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông, nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa là tôi vô phương, đồng sàng cùng ông. Ông vừa tới gần là tôi đã chán ghét muốn nôn. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ông. Nên ông đối với tôi càng vũ phu, thô bạo, lòng tôi đầy vết thương. Cưới đâu chưa được bao nhiêu ngày, chúng tôi phân phòng ngủ riêng. Sau đó tôi mang thai, sinh một con gái. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là một người đã thọ qua nền giáo dục đại học lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp. Vậy mà ngay cả chút tập quán vệ sinh tối thiểu anh ta cũng không có. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bạ đâu vứt đó, cởi vớ chỗ nào thì quăng chỗ đó. 10 mấy năm nay chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục thì ngay cả tắm rửa ông ta cũng chẳng màng. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện chút bất mãn thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn như tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho là chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có biết là tôi đây bề ngoài cười đủ, bề trong không thầm. Có lần tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ven biển. Tối đó tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình, không kìm được lệ rơi đầm đìa, tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi chuyện khó có thể chợp mắt. Tôi trách trời xanh, đối xử quá bất công, đem gả tôi cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán kinh khủng như vậy. Lẽ nào đây là định số mà con người thường nói? Bỗng dưng tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải. Nghe kể rằng Ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn. Lẽ nào Ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ như vậy? Ngoài sông, tiếng sóng biển ào ào gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao. Lòng muốn khóc, nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên, tôi mơ hồ trông thấy Đức Quan Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi ven biển. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống trên cát, vọng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to, lòng tha thiết mong Ngài cứu vớt, đem tôi ra khỏi chúng trần ai khổ ải này. Sau đó thì tôi được quen biết tôn huynh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe tiếng van cầu cứu của tôi nên đáp ứng. Thế nhưng dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của tôi chuyển mình tốt. Rốt cuộc là kiếp trước tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu nợ mà làm thế nào cũng không trả xong vậy. Tôi nghe nói gia đình Giám Đốc Kim cũng gặp vấn đề rắc rối khó giải, đã nhờ Hòa Thượng Diệu Pháp giúp cho rồi. Vậy Tôn Huynh có thể hỏi giúp giùm tôi không? Nếu không, tôi thật là chẳng thiết sống nữa. Nghe Tần Cư Sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng. Nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn, trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà. Tôi không thể từ chối, là một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi ấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên. Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để sinh nhai. Một bé gái này bị bệnh, đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục huyền sẽ khổ con thơ, nên quyết ở vậy. Hôm nọ, ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé, khoảng 5-6 tuổi bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán, số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó, thì khi lớn lên, nó có thể làm công cho ông, mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Thế là, ông quyết định thu nhận thằng bé và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh, cho thằng bé ở. Hàng ngày, nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói, cho dù nó có nhức đầu cảm sốt, bị muỗi cắn trùng rỉa, chi chi thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ thế mà trưởng đại. Thế nhưng, do từ nhỏ đến lớn, không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra. Chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Hễ gặp chuyện gì không vừa ý, thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh, thì cũng chửi mắng, cho dù nó rất kiệm tiếng, ít lời, ngờ nghệch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, lão chủ cũng muốn chọn người ở rể. Nhưng ngẫm nghĩ, ông lại sợ mình chết rồi, gia sản sẽ bị thằng rể chiếm mất. Vì vậy, dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ, lần lựa chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng, ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như mà gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình. Vậy thì khỏi phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Thế là ông chủ thông minh, liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân dạng vô sai thất. Con gái, mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, tức là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn này. Nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng, vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp sống cảnh lao dịch, oan khuất, tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là Tần nữ sĩ ngày nay, còn tên nô dịch mồ côi chính là chồng bà hiện thời. Tập quán sống thiếu vệ sinh, không tốt, là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dựng thành. Da trên mình sần sùi ghẻ chóc, một phần là do ác báo tiền khiên của bản thân, và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ, luôn bị muỗi mòng, châm chích tạo thành. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho Tần cư sĩ trong đời này. Kiếp trước, đứa bé đã dắt kiệt sức, làm nô dịch cho chủ nhân cả đời mà không được trả công một đồng nào. Thì đời này, nó đến đòi nợ. Tần cư sĩ bị đánh, bị mắng, chính là trả báo ngày xưa bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tần cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này, bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ. Cho nên, xin Tần cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hờn, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người. Nhất định sẽ gặp hung hóa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng Tần cư sĩ sẽ thay đổi. Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn Tần cư sĩ đang ngồi yên lặng. Mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, Tần cư sĩ đã gọi điện đến 2 lần. Một lần hỏi về các sách kinh Phật giáo, lần khác thì kể bà đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà, chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tôi thở ra nhẹ nhõm, thầm cầu mong vợ chồng nhà bà sớm giải xong túc quán, gia đình hòa thuận, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Thằng cháu quý Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính là tại thằng cháu nội tên Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to hét lớn, ép bà làm những việc nó cần. Từ việc thay y phục hàng ngày cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày 3 bữa, thậm chí còn sai bà tới nhà bạn học lấy những thứ nó cần nữa. Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại tối tân, sở hữu điền sản, nhà xe đều rất nhiều. Rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội. Song ngày ngày nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều. Bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lợt lọng, cáu gắt vô lễ, lúc bực tức còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văng tưng bừng, nó mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than: Có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi miệng dù có niệm Phật, tâm cũng chẳng an được nữa. Tôi nghe xong, hết sức cảm thông và tội nghiệp họ. Vì vậy, bèn thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc, rồi ôn tồn bảo: Hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngụ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về. Nó làm mọi việc rất vất vả, nhưng an toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng, đánh đập. Đến khi con lừa già, họ đem nó bán cho lò mổ. Hiện nay, thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ. Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa, và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho nó, như vậy mới có kết quả tốt. Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết. Tôi đem lời hòa thượng thuật lại cặn kẽ cho Tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin và nói: Thằng bé này đúng là con lừa. Hèn gì mà nó hay đá và tính khí vui giận thất thường. Chồng tôi bị nó chọc tức đến nỗi lên tăng xong. Mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu nó cứ quậy theo cái mẫn này mãi, thì chắc chắn là cái mạng già của tụi tôi sẽ tiêu đời. Lần này, đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn một tháng sau, Tưởng Cư Sĩ gọi điện tới nói: Tôi xin báo tin cho Tôn Huynh và Hòa Thượng Diệu Pháp hay. Tôi và ông xã hàng ngày kiên trì tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi đã qua trong quá khứ. Từ hồi bắt đầu tụng, tính đến nay đã 39 bộ rồi. Suốt thời gian này thằng Lư chỉ quậy có một lần, miệng hét la quát mắng không còn nữa. Hơn nữa, hôm qua thầy giáo còn biểu dương, khen nó tính chất phát, ưa giúp người. Thật khiến hai vợ chồng già chúng tôi mừng đến rơi lệ. Nói xong, bà buột miệng tán thán: Quy lực kinh Địa Tạng quả là cực lớn, không thể nghĩ lường. Phật Pháp thật là diệu kỳ. Hiện tại chúng tôi tu hành, tín tâm càng tăng kiên cố.